Galaxy chơi lớn, chi 210.000 đô cho 35 chiếc điện thoại iPhone mạ vàng để tặng cho toàn bộ cầu thủ và thành viên đội tuyển Argentina. Vì muốn có một món quà đặc biệt để kỷ niệm trước vô địch World Cup 2022, Messi đã chi 210.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 5 tỷ Việt Nam đồng để tạo nên 35 chiếc iPhone 14 Pro mạ vàng 24 carat. Trên mỗi chiếc điện thoại đều sẽ khắc tên cầu thủ, nhân viên, số áo cùng với logo của đội tuyển Argentina. Messi đã lên kế hoạch gửi tặng món quà tri ân này đến cho các đồng đội ngày sau lễ ăn mừng danh hiệu FIFA The Best 2022. Câu chuyện được chia sẻ khiến ai cũng phải nể phục độ chịu chi của anh. Có đồng đội chat hơn nước cất như thế này, bảo sao các cầu thủ tuyển Argentina mỗi khi ra sân lại sẵn sàng chơi bằng 200% sức mạnh của bản thân để có được sự phối hợp tuyệt vời nhất đối với Messi. Các bạn nghĩ sao về màn chơi lớn này của nam cầu thủ? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống bên dưới và đừng quên like, share, subscribe để cùng 8TV cập nhật những tin tức thú vị bạn nha!